Công việc đầu tiên là công việc làm khách sạn. Công việc làm khách sạn ở ga Kaigabacho, Hachobori và Tamachi. Đấy, đẹp không? Tớ mới đề danh cái này đẹp. Tớ mới vẽ đẹp. Công việc này cũng có các khung giờ làm như sau. Là từ 10 giờ tới 2 giờ 30 và từ 9 giờ tới 12 giờ. Còn khung giờ cuối cùng là từ 13 giờ tới 16 giờ này là bây giờ họ đã tuyển đủ người rồi nên là không còn khung giờ này nhé. Tôi xin lỗi về khung giờ này nhé. Khung giờ này không có. Và một tuần làm 3 buổi trở lên. Bắt buộc phải làm 3 buổi trở lên. Cái khung giờ thứ nhất này nó hơi buồn cười tí. Là một công việc làm khách sạn này một giờ là 1,200 yên một giờ. Rất cao đúng không ạ? Làm công việc khách sạn này rất cao đấy. Ngày xưa tớ mới sang Nhật mà công việc làm 1,200 một giờ là tớ thích lắm đấy. Nhưng mà không có. Gồm có ở các ga Kayabacho, Hachobori và Tamachi. Nhưng giờ là 1,200 một giờ. Và cũng có khung giờ từ 10 giờ tới 14 giờ 30, từ 9 giờ tới 12 giờ. Và các bạn nào mà muốn làm dài tiếng thì có thể đến Kibo với Trổ được nhé. Có thể làm từ 10 giờ tới 6 giờ tối à, chiều cũng có thể làm được nhé. Khi mình đến thì mình nói chuyện với Trổ sẽ dễ hơn. Đây là bọn tớ chỉ giới thiệu như này, nhưng mà còn về giờ thì đến trực tiếp để số đăng với Trổ thì sẽ được nhiều giờ hơn. Làm 3 buổi trên một tuần nhé. Công việc này làm 3 buổi trên một tuần. Đây, tớ sẽ sang công việc tiếp theo. Minasan, o negai arimasu. Hai, yuemuze chanel o